trong những đêm nghẹn ngào. Rồi ngày tháng thêm trôi, cuộc đời chia hai đôi. Bóng mờ thôn có thì phòng báo tin vui, tin em lấy chồng. Khi về bên ấy em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi xa cách rồi bao ngày, thương không bao giờ gặp. Chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm tình hẹn ngào. Thôi chắc nhau chi chuyện tình dù giờ gian đã tan thành khói sương như quên vào gì vang. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim vâng. Hoàng Giao xin mến chào các bác, chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Giao Đô. Clip lần này thì Hoàng Giao đang thực hiện một bộ phối ghép một chiếc âm ly của hãng Fisher, model là 250T, chơi 4 sò than mạ chân vàng. Và hôm nay thì Hoàng Giao đang phối ghép với một đôi loa của Mỹ, một đôi loa rất là hiếm của Mỹ, đôi Empecure. Dòng này thì sở hữu là loa, nó sẽ là thiết kế theo hình vuông, có hình trụ vuông, và có tới tổng của nó một cái thùng loa như thế này, nó sẽ có 4 loa tép và 4 loa bát, bát của nó khoảng 18. Và tất cả nó là chạy xung quanh các bác nhá, tức là nó là loa 4 hướng, gọi là loa đa hướng đấy. Tức là chúng ta có thể ngồi ở vị trí nào, chúng ta cũng có thể nghe được âm thanh phát ra. Đó, đôi loa này rất là nặng luôn, có Hoàng Gia có đã giới thiệu ở trong mấy clip trước rồi. Đôi loa này phải nặng với trọng lượng gần 1 tạ một đôi các bác nhá. Với cái tất cả những cái cấu tạo này, mặt trên gỗ, mặt dưới gỗ này, và những cái khung dựng đứng này đều là bằng gỗ tự nhiên hết các bác nhá. Thì gỗ công nghiệp sẽ không trụ được, bởi vì gỗ công nghiệp thì không thể nào có kết cấu để chắc vững chãi như này được. Nó phải là gỗ tự nhiên. Đấy. Và ở hai bên đấy là hai cái nẹp đồng rất là đẹp. Đấy, hai cái chỉ đồng. Tất cả các mặt đều như thế các bác nhá. Các mặt đều làm đều như nhau hết. Tức là các bác có thể kê mặt nào cũng được, mặt nào cũng thiết kế giống nhau hết. Đấy. Và nhiều bác hỏi rằng là một đôi loa nhiều loa như thế này thì đánh âm ly gì cho hay, và liệu âm ly gì có thể chơi tốt, nhiều những âm ly cần âm ly có công suất lớn không. Và em cũng xin trả lời các bác như sau. Với những dòng loa Mỹ cổ như này ấy, thì đa số kể cả những dòng loa Mỹ cổ bát 30 hay 40 đi chăng nữa, thì nhiều khi cái hình dung bên ngoài thông thường là các bác cứ nhìn thấy hình thức loa to là các bác nghĩ là phải cần có âm ly công suất lớn. Thông thường bác nào cũng nghĩ thế, tức là cứ nhìn bát 30 hay 40 là nghĩ là cái loa này công suất lớn rồi, thì chắc chắn phải dùng những cái âm ly công suất phải vài trăm watt trở lên thì chúng ta mới đánh được đôi loa này. Nhưng đó là một những cái sai lầm của rất nhiều các bác đã gặp phải rồi. Chính vì đó thì các bác cứ nghĩ như thế, trong đó là các bác lại đi mua những cái âm ly công suất rất lớn về đánh. Nhưng càng âm ly công suất lớn ghép với những dòng loa Mỹ cổ thì ghép lại càng không hay, càng không ra tiếng bát. Đấy. Thì lý do tại sao là như thế thì nhiều bác lại không lý giải được, không hiểu tại sao mà tôi mua cái âm ly rất là đắt tiền, vài chục triệu chẳng hạn, và công suất thì vài trăm watt chẳng hạn, mà tôi ghép với cái đôi loa Mỹ cổ mà tôi nghe nó không hay một tí nào cả, thua cả những dòng âm ly rẻ tiền hơn, thì không hiểu lý do tại sao. Thì cái clip này thì em cũng xin chia sẻ thêm với các bác một vài cái đôi điều như này, để cho các bác chúng ta hình dung nó dễ hơn trước khi chúng ta mua bán một cái sản phẩm nào đó, để chúng ta tránh mất tiền các bác nhá, tránh mất tiền. Bởi vì cái này nó là liên quan đến cái gọi là cái học phí. Vì chơi đồ audio thì tất nhiên ai cũng phải mất học phí, quan trọng là chúng ta mất nhiều hay mất ít thôi, và chúng ta mất ở điểm nào thôi. Và chúng ta phải, khi chúng ta đã mất một lần rồi thì chúng ta phải rút ra được một cái bài học và rút ra được cái kinh nghiệm để cho chúng ta chơi audio. Thì xin thưa với các bác như sau, thì những cái dòng loa Mỹ cổ này thì em bán rất là nhiều rồi, từ những dòng như Antech, rồi kể cả những cái dòng như AR, rồi những dòng Avon, Avex em bán rất là nhiều. Thì đúc rút như sau để các bác biết nhé. Những dòng âm ly Mỹ cổ, kể cả loa to như bát 30 hay 40, chúng ta đừng nghĩ là chúng ta lại phải cần âm ly công suất lớn. Bởi vì trong cái thông số của loa ấy, các bác hãy quan tâm cho em, thứ nhất là độ nhạy decibel. Độ nhạy càng cao thì chúng ta cần những âm ly công suất càng nhỏ, không cần quá to các bác nhé.
Các bác có để ý những cái đôi Antech như Hoàng Gia đang để ở sau phía hai đôi loa cây này, đôi loa cách bát 40. Đôi loa rất to, nhưng mà tại sao chỉ cần âm đi đèn thôi, vẫn đánh tốt được, mà thậm chí đánh hay luôn. Nhưng khi chúng ta ghép âm đi bán dẫn như thế này chẳng hạn, công suất lớn một chút đánh lại không hay, không ra tiếng bát, giải rất là tối. Bởi vì lý do này các bác là những dòng âm đi, những dòng loa mà nó đã có độ nhạy cao, nhất là những dòng loa của Mỹ cổ nói chung các bác nhá, thì thông thường nó chỉ cần những dòng âm đi có công suất rất là bé thôi. Ví dụ như âm đi đèn khoảng vài chục watt thôi, hoặc những âm đi bán dẫn chẳng hạn như con này chẳng hạn, nó chỉ cần vài chục watt thôi, nó đã chơi tốt rồi. Vì cái độ nhạy nó cao thì nó không ăn công suất, các bác lưu ý nhá. Nó độ nhạy cao thì không ăn công suất. Nhưng mà nếu mà những đôi loa mà có độ nhạy thấp thì thông thường thì nó sẽ lại cần công suất nhiều hơn. Các bác lưu ý cho em như thế. Đấy. Và những cái đôi loa mà sử dụng các củ từ như từ Adico chẳng hạn, thì những đôi loa đấy thì nó cũng không ăn công suất bằng cái từ sắt ferrit. Từ sắt ferrit thông thường nó sẽ ăn công suất nhiều hơn. Đấy, thì các bác lưu ý cho em để rộng riêng loa nghe nhạc nó là như thế. Nên là những cái đôi loa nào là Mỹ cổ hay Anh cổ hay là gì đó đặc trưng, là nói chung là những dòng loa cổ ấy, nhất là loa của châu Âu cổ ấy, thì các bác lưu ý là tìm hiểu cho em về cái thông số. Đầu tiên là cái thông số trở kháng và độ nhạy của loa. Cái độ nhạy là rất là quan trọng. Loa âm ly chúng ta ghép có thể là âm ly đắt tiền hay rẻ tiền, cái đó không quan trọng, vì cái giá tiền ấy đó là do thị trường người ta đặt tên, thị trường người ta làm giá, cái đó không quan trọng. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta hãy tìm cho mình được những chiếc âm ly có, thứ nhất âm sắc tốt, thứ hai là nếu chúng ta ghép loa Mỹ cổ thì chúng ta tìm những dòng âm ly Mỹ cổ thì càng tốt. Âm ly Mỹ cổ nhất là những dòng âm ly đài, những dòng âm ly đài có chất âm rất là tốt các bạn nha. Đấy, không cần công suất quá lớn, chỉ cần âm sắc tốt và tìm những con âm ly nó càng cổ càng tốt, đó thì nó sẽ hợp với nhau. Bởi vì cái thời gian mà người ta sản xuất ra cái đôi loa Mỹ cổ này thì cũng là cái thời gian mà người ta sản xuất ra cái âm ly Mỹ cổ này. Bởi vì sao ạ? Cái thời gian đó là các kỹ sư âm thanh ấy, người ta đã nghiên cứu cả rồi. Đôi loa này được ra thời điểm này thì có nghĩa là những cái âm ly này nó cũng sẽ ra cùng thời điểm đó để nó chơi tốt với những cái đôi loa sản xuất ra cái thời điểm đó. Nên tại sao là những dòng loa Mỹ cổ này lại không hợp, âm ly Mỹ cổ này lại không hợp ghép với những cái dòng loa đời mới sau này, như là loa cây loa cột, ví dụ như là BM với kép, hay là những dòng JBL loa cây loa cột sau này thì gần như là sẽ không phù hợp. Tại sao những dòng loa cây loa cột như BM với kép lại hợp với những dòng đờ nông 2004 mã rồi các kiểu, hay 1500, 2004 mã? Tại sao lại hợp cái điều đó? Vì cái thời gian mà sản xuất ra cái đôi, những cái đôi loa mà cái thời điểm năm 80 chẳng hạn, nhiều những cái đôi loa mà như loa cây loa cột như BM với kép, rồi tóm lại các bác cứ để những dòng loa cây loa cột mới bây giờ ấy, đời mới bây giờ sản xuất về sau những thập niên 80 trở về sau, 80, 90 trở về sau này đấy, thì thông thường ấy là những dòng loa đó là nó sẽ hợp với những cái dòng âm ly sản xuất theo cái thời gian đó. Đó là những dòng như âm ly đờ nông này, rồi những dòng âm ly đờ nông 890D, DG hay là 940V đó, thì nó thường hợp với cái dòng này hơn nhiều. Hoặc là đánh với loa Boss BA3 này, một series 2, series 3, thì tại sao những cái dòng đờ nông ấy nó lại hợp hơn, lại không hợp với những cái dòng loa Mỹ cổ này? Đấy là lý do là cái thời điểm sản xuất ra cái đôi loa đó thì cũng là cái thời điểm các kỹ sư âm thanh người ta sẽ sản xuất ra cái âm ly cũng cái thời điểm đó để chơi tốt với cái dòng loa đó và cái dòng nhạc cái thời đó. Nên là đấy là lý do tại sao mà với mỗi một đôi loa thì các bác phải nghiên cứu xem là đó là đôi loa cổ hay là những đôi loa sản xuất về sau, để chúng ta lựa chọn những cái dòng âm ly làm sao đánh cho nó phù hợp nhất. Đấy, còn cái giá đắt hay rẻ hay là các bác muốn mua ở trong cái tầm giá nào thì cái đó thì nó còn phụ thuộc vào cái túi tiền của các bác, phụ thuộc vào cái điều kiện của các bác nữa. Nhưng ở đây Hoàng Gia chỉ chia sẻ thêm cho các bác đó là những cái kinh nghiệm và những cái gì ạ, cái cách chọn làm sao để là chúng ta lựa chọn một đôi âm ly, lựa chọn một đôi loa làm sao lựa chọn cái âm ly nào cho nó phù hợp, và cũng phải tìm hiểu em rằng cái âm ly này nó sản xuất thời gian nào, hoặc cái đôi loa này nó sản xuất theo thời gian nào, thời điểm nào, thập niên bao nhiêu, để chúng ta lựa chọn cái sản phẩm ghép với nó làm sao cho nó phù hợp nhất. Đó thì đấy là cái kinh nghiệm mà Hoàng Gia xin đã được đúc kết và xin chia sẻ này các bác để các bác lựa chọn. Đấy, nên là trở về một cái video ngày hôm nay thì là một cái video em xin test cái âm ly 200 dB này, một dòng âm ly cũng công suất cũng là không phải là quá lớn nhưng nó có thể chơi tốt và chơi hay cái đôi loa MP Cure luôn. Và các bác để ý là âm lượng của Hoàng Gia Audio vừa nãy test cho các bác ấy, nó chỉ ở cái mức độ có bao nhiêu ạ, 9 giờ thôi, 9 đến 10 giờ các bác nhá. Volume chỉ vặn đến 9 đến 10 giờ thôi là nó đánh thấy đôi này nó rất là căng tiếng rồi. Đấy. Giải chi tiết các giải luôn. Đó. Mà con âm ly rất là bé nhỏ, nó không phải quá lớn nhé. Dòng âm ly 250T của Fisher là dòng âm ly rất là nhỏ thôi. Và đây là đối tác của nhiều dòng loa châu Âu, đặc biệt là dòng loa châu Âu cổ AR, rồi là ví dụ AR4 con này chơi rất là tốt luôn này. Các dòng AR4
nòng đen, nòng vàng, gân bạc các kiểu ấy, nòng nâu các kiểu ấy. Và cả nó Avon ấy viết nữa, Avon khuân chanh, Avon Bombay các kiểu ấy. Chơi rất tốt luôn. Và những cái dòng loa châu Âu cổ cổ hoặc là loa Anh chơi cổ rất hay luôn. Thậm chí cả những dòng loa Nhật, ví dụ như là Pioneer 33A, 66A, con này chơi rất là ngọt luôn các nhá. Đấy. Nhiều các bác nghĩ rằng là 66A, 77A, 88A hoặc là 33A thì các bác nghĩ rằng là phải ghép với cả Sansui 2000X hay gì đó. Thì thông thường đấy là nó theo là cái lối mòn rồi. Cái đó là cái lối mòn các bác nhá. Không phải là con này không chơi được, thậm chí nó còn chơi hay luôn. Có điều là nhiều khi là chúng ta cứ đi theo cái lối mòn, theo cái công thức là từ người nọ truyền người kia, từ anh em chơi Auru nọ, anh em chơi Auru kia thì cứ truyền lại tai nhau là nghĩ đến 77A là cứ phải nghĩ ngay đầu tiên đến với âm đi Sansui chẳng hạn, âm chơi Sansui Dai chẳng hạn. Nhưng thực tế là những con này rất là hay luôn ấy. Nếu mà các bác ghép thử các bác sẽ thấy là cái trung âm của con Fisher nó ngọt hơn so với âm đi của Sansui rất là nhiều. Kể cả những cái dòng nếu mà đánh sò than như này nhá, sò than tiếng bát nó còn mềm mại hơn là sò sắt cơ các bác nhá. Đấy, các bác cứ thử nha, các bác cứ thử. Còn không nghe, chúng ta tốt nhất là chúng tiên tham khảo thôi, chúng ta cũng không nghe ai một cái gì gọi. Quan trọng là chúng ta phải nghe được thực tế, chúng ta phải được so sánh thực tế. Thì lúc đó thì cái kết quả nó là thực tế chứ không phải là cái kết quả là do người khác người ta truyền lại bằng miệng, là trong đó mình nghe, là mình đánh giá. Cái đấy thì rất là khó. Đấy thì đây cũng là những, và Hoàng Gia rất thích những cái là mình phải thi theo một cái con đường mới lạ và những mình phải trải nghiệm và mình phải tìm tòi và cứ phải ghép cái nọ ghép cái kia để ra những cái bài toán nó hay hơn nữa. Chứ không nhất thiết là chúng ta phải có một cái cách giải bài toán mà chúng ta phải có nhiều cái cách giải bài toán. Thì chơi audio nó cũng thế, không phải nhất thiết là chúng ta phải ghép âm ni này với đôi loa này mặc định là như thế. Chúng ta cũng có thể vận dụng nó và chúng ta cũng có thể ghép dòng âm ni này với những dòng loa khác chẳng hạn, để chúng ta có được đúc rút ra được nhiều cái kinh nghiệm hơn để chúng ta truyền đạt lại cho các bác chơi audio, để chúng ta đập tan cái lối mòn đi. Vì nhiều người cứ theo cái lối mòn, hoặc là những dòng âm ni Fisher cũng thế này. Các bác cứ nghĩ đi Fisher là phải nghĩ đến loa AR chẳng hạn, nhưng thực ra thì cũng có rất nhiều các dòng âm ni khác cũng ghép AR rất là hay chứ không phải nhất thiết phải là Fisher. Đấy, nhưng vì nó chính là vì theo cái lối mòn ấy nó rất là khó ở chỗ đó, nên là thì đây cũng là một cái video để chia sẻ thêm để các bác chơi audio nó chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm hơn để chúng ta lựa chọn thôi. Vâng, cảm ơn các bác nhá. Trong video này thì Hoàng Gia xin được tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.